Hôm nay em muốn đam tụi nó một số cái vấn đề cho mọi người biết. Mấy nay em thấy nó đang nói về cái vấn đề mà tại sao là VN, cái hãng hàng không nước ta đó, VNLine gì á, là Vietnam Airlines. Vietnam Airlines Ông thua như lỗ nữ rồi. hoàng. Ý là nó nói là hình như là chỉ có cái hãng này là tối ngày đi xin tiền nhà nước, trong khi em đọc báo em nghe rõ, rất là rõ rồi là chính phủ có một cái gói hỗ trợ cho tất cả các hãng hàng không, rất là tất cả các hãng không đều được cái gói hỗ trợ đó, mà mấy thằng Bao que nó nói giống như là chỉ có mình là VN Vietnam Airlines có hết, còn mấy cái hãng kia thì hầu như là không có. Nó ba trận vậy anh. Rồi nó còn nói là những cái hãng của nhà nước thì làm ăn thất bại toàn là phải xin tiền nhà nước, xin tiền thuế của dân, mà nhiều khi nó đâu có biết đâu, những cái doanh nghiệp nhà nước người ta làm ăn, nếu mà người ta thua lỗ thì nhà nước có giúp, còn nếu như làm ăn được có tiền thì phải đóng lại cho nhà nước. Ví dụ như em thấy Đúng Viettel rồi. cũng vậy, làm ăn được thì phải đóng lại. Tụi nó xuyên tạc, tụi nó nói giống như các hãng này chỉ có đầu vô đầu vào vậy đó, tiền có bao nhiêu là nhà nước rút ra rút ra rút ra vậy. Bây giờ phải nói với chúng nó này, thứ nữa là hãng hàng không gọi là quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, nó là bộ mặt của quốc gia. Chính xác. Hiện nay vì cái dịch Covid-19, thành ngữ cùng là tất cả các hãng hàng không ở Việt Nam và ở trên thế giới đều lỗ, chứ không phải riêng riêng gì cái hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Mà ở đây tức là chính phủ hỗ trợ cho vay với vốn ưu đãi, chứ không phải là cho không. Với cái nữa là ở Việt Nam có mấy mấy hãng hàng không, ví dụ Vietjet, Bamboo hoặc là Pacific Airlines, hãng hàng không về quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đều có những cái cổ phần lớn ở trong những cái hãng đấy ấy, hiểu không? Đúng Cho rồi. nên là đối bảo chúng nó bảo là mẹ chúng mày câm mồm đi, chính phủ Việt Nam giàu chúng tao giàu chúng tôi giúp đỡ, làm đéo Cảm ơn được anh. chúng tao, hiểu không? Nhiều khi đối với chúng nó phải nói cồn gì đấy, còn giải Dạ, thích đúng như rồi. như vừa rồi. Ok, Dạ, xin chào cảm anh. ơn ông. Chào anh Bằng. Sao Rồi, đây không? nó mong có điều gì nói, em vừa lên thì em mới Tân Phát nói. Rồi. Chia sẻ thêm đi. Dạ, thì Nãy giờ thấy cái vụ đó là em thấy là nó đang cào cái vụ đó rất là nhiều, mà nó đâu biết là ở nước ngoài có một số hãng hàng không quốc gia người ta còn treo biển là coi như là đình chỉ thua lỗ luôn rồi, sắp sửa dẹp tiệm luôn. Nhưng em thấy hình như bên Thái Thái quay á, Thái quay hình như nghe nói là nó cũng coi như bán thống bán tháo rồi, có nhiều bán rồi coi như là bù lỗ, mà không biết là còn trụ nổi không. Còn Việt Nam Airlines mình nó lỗ nhưng mà còn còn bay được, mà tụi nó còn còn nói chăm chọc vô nữa. bản chất tụi nó mà không có nói cho có ít thì nói ra thành nhiều, lạ gì Nói chung đâu. là cứ chê nhưng mà ngạo nghễ là vẫn đi các nước đón dân về, vẫn đi các nước đón dân về bình thường Covid đúng không? Đấy, ai kêu đâu, tuy mặc dù mà không không kiếm tiền bằng Nói dân thì bây giờ vẫn đi đón người về được rồi. tụi nó nói gì thì nói, thì muốn ẵn gì thì ẵn, nhưng mà chuẩn bị kết thúc năm 2020 này á, Việt Nam mới hết tháng 11 thôi, thống kê là Việt Nam mình xuất siêu là 21 tỷ đô đó, là cao hơn gấp gấp đôi năm ngoái rồi đó. Nó nghe tin này là cái đám mà chống cộng với Ba Que là nó tức lắm. Sốc 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 Thấy Việt Nam mà sốc sốc có được cái thành tựu gì là nó đi giống như là cái nhát dao cứa cổ tụi nó vậy thôi. Còn một mà cái thành tựu nữa, cái dạ. thành tựu lớn nữa đó là mấy ngày nay tin tức báo đài chia sẻ rất nhiều là cái vụ 5G của Việt Nam mình đó. Dạ. Thật sự là cái mạng 5G này mà được thực hiện thì Việt Nam là một trong vài nước thôi là đi đầu thế giới về thực hiện Mà tự xả cái tự mạng tiêu nhá, di động 5G. tự xả tự tiêu luôn, chả phải nhập Đúng về rồi. đúng không? Tự xả tự tiêu luôn, tự làm tự ăn. Không, mình sản xuất thiết bị để hướng tới xuất khẩu luôn, Ừ. 5G đó, không Hiện phải là tại bây giờ trong đang test nước mà vậy, hướng tới hiểu xuất hiểu khẩu. hiểu. Hiểu bây giờ không đau chuyện đâu. Câu bây giờ là đang test và dùng thử là tiền xả tự Là tiêu, không phải mua của ai gì cả. nghe Tức là nghe nghe tới đây thì theo em nghĩ đó giống như là một cái sản phẩm để mình xuất khẩu, giống như là một cái thương thương đúng hiệu của rồi, mình đó. Một cái thương hiệu của mình rõ ràng, chứ không phải là một số thằng nó nói giống như đề là mình là chỉ mới sáng chế rồi mới thử nghiệm, đâu có đâu, cái đó là cái sản phẩm thương hiệu của người ta và người ta bán để thu camera lợi. đây.
camera đây, camera của anh Quảng đây. Ê, camera đấy, nhập đây, đi đây. Có phải thông minh không? Nói chung là mình đã thử nghiệm thành công rồi, hiện tại là không phải Đúng chỉ rồi. riêng gì Viettel đâu mà Vinaphone, Mobilephone cũng đã thử nghiệm rồi và cho cái hiệu quả đó rất là ok, đúng không? Cái việc mà bán thì nó đương nhiên là trước sau gì cũng bán thôi, tại vì mình đi trước mà. Đúng rồi. Thì chắc chắn là mấy anh đệ ở Đông Nam Á này sẽ là thị trường của Việt Nam thôi, rồi mấy châu Phi chẳng hạn. Châu Phi hiện nay Viettel đã ở đó lâu rồi, khá lâu rồi, Châu nên Phi nhá, là tương Viettel lai rất là là sáng lạng. cái thời điểm vừa rồi ấy là tất cả các cái hãng mà gọi là điện thoại hay chơi mạng viễn thông ở bên 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 Châu Phi ấy là nó té rút về nước hết, có mỗi Viettel là vẫn đảm bảo là vẫn gọi là làm, còn những cái hãng kia là té thì còn hãng nào đâu, đúng không? Đúng rồi, Là thế là coi như là hứa như nào làm như thế. cái Anh phần nói với chị Minh này, trời tối ấy, không anh lên trên mái nhà nhà anh hôm kia coi Mobifone, nhà anh có cái trạm phát sóng của Mobifone, hôm kia nó lên lắp cái 5G này. Thế thì rõ chữ 5G luôn. Nếu mà ví dụ trời sáng này nhưng mà chạy lên quay với 5G. rồi nó lại bảo là cái biển không ấy, cái nó không tin đâu, không tin đâu, tốc độ của nó nhanh là gấp 10 lần 4G anh. Ok không? Tại một cái bộ 5G phim ấy, full HD là có mấy giây thôi à, cái là đấy xong để liền. dành 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 cho nhiều Cực bọn là kỳ bọn luôn. kiểu như là phẫu thuật đấy, bác sĩ ấy, người ta là không bị delay, người ta kiểu như là người ta điều khiển nó không bị delay ấy, là cái Không hãng biết kia không bị là khi delay như nào, không biết tới đấy. khi Chi tiết nào, nhiều tới lắm. thế kỷ nào là mấy mấy cháu bên Cali mới được xài ta. Nghĩ cũng nản ghê á, buồn. Nhiều khi muốn livestream mà cứ rớt hoài, đứng hoài nói không được. Ngồi xe ô Tức tô đi thì nha. hiểu là bị mất sóng. Ở Việt Nam Mất thì sóng. xài miễn phí quá, chạy rầm rầm, chạy phà phà. Không nhận Việt Nam nghèo chứ bộ, đâu có xài được, đâu có sản xuất được ốc vít đâu. Rồi. Mình là đâu có sản xuất nổi ốc vít đâu, sản xuất 5G thôi. Vít tới bây Mà giờ mà sản xuất 5G đi. này mà được áp dụng thì cái công nghệ 4.0, cái nó sẽ thúc đẩy phát triển chắc là Nhanh. nhanh lắm này, Dạ, rất đúng nhanh. cực kỳ nhanh đây. Thì trước thế kỷ 19, thế kỷ 20 gọi là gì, bùng nổ về về khoa học kỹ thuật đúng không, Đúng rồi. nhưng mà cái thế kỷ 21 đó là bùng nổ về công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin. mà hiện tại Việt Nam là một trong những nước đi đầu về công nghệ thông tin. Thì cớ gì Việt Nam không phát triển, không giàu mạnh? Đó là cái vấn đề thời gian thôi. Còn các cháu ở bên Cali thì cứ yên tâm đi, cứ dụ neo dụ món thoải mái. Rồi mai mốt Việt Nam cấp cho vài cái trạm 5G xài đỡ. Chứ bây giờ đồ Việt Nam bên Mỹ hơi bị nhiều đó. Sữa Thì uống cái miễn phí bên Mỹ, sữa ra công nhà ty sữa nó không biết là mấy Vinamilk, Vinamilk đồ nó ở bên đó, biết Vinamilk. mấy mấy cháu cháu cộng có uống chưa, hơi bị ngọt, Không, chắc uống chắc vô em nghĩ đắng đắng vô ngọt hả? em nghĩ là không có uống đâu anh. Em nghĩ là giống như Rồi dạo này mấy đẩy gần đây là nói là cái gì đó là kiểu giống chay như không là tuyệt thực, em nghĩ là tụi nó không ăn đâu, tụi nó tuyệt thực 9 ngày, tuyệt thực 100 ngày gì đó chứ không chịu có ăn đâu. Nó đâu, bảo đấy là nó bảo là sữa nếu bò cả sữa dê ở trên bao bì Việt Nam nó không uống nhá, nếu nó chỉ mà uống ở mua, Hà Lan thôi. nếu mà bỏ tiền mua thì không dám mua, nhưng mà nếu mà được tài trợ miễn phí là uống liền á, Vinamilk hay là cái gì cũng vậy hết à, miễn phí là uống thôi. Nhưng mà ở Việt Nam sữa Vinamilk nó ngọt, mà qua bên đó hình như có vị cay á, uống vô thấy cay lắm. Cái vị đó là cái vị ở trong tim anh, chứ không phải là vị bằng miệng, mà vị ở trong tim á, cái tim của mình nó À đau, nó đau uống đau nó nhói gì đó. cay. Ớt thì ăn cay chừng nửa tiếng tiếng hết, chứ mà vị cay này nó cay nửa thế kỷ chưa hết nữa, công nhận ghê thiệt Ủa chứ. quá các Cộng kia sản phạm là bảo nghiên cứu ra cái vị bất cay kỳ này kỳ ghê gớm không thiệt. nào cũng là chỉ Nam Kỳ đây, hai ông người nói chữ Thôi Nam chào mọi Kỳ người, xuống đây, máy hết pin rồi. Chào mọi người. nói xuống Sạc đi, sạc đi. rồi bây Máy giờ máy quay tất cả với Nam Phong hai người mới lên thì nói đi, anh nói về từ vừa mấy nãy cái giờ vụ can nào, được rồi. mấy cái vụ phân biệt Bắc Kỳ á, bữa thì em nói rồi, giờ nói lại cho mấy cái mấy cháu chống cộng mới lên nghe nè.
Các cháu thì tổ tiên các cháu là ngoài Bắc hết á, chứ không là đâu ra hết á. Vua Hùng ở Phú Thọ ha. Rồi truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ thì cũng là ngoài Bắc. Rồi cái dân tộc mình á, mình gọi là dân tộc Kinh nhưng mà thực chất mình là dân tộc Việt. Là nguồn gốc là cũng là từ những cái tỉnh mà Trung Du Bắc Bộ, sau này họ xuống đồng bằng sông Hồng á. Họ sinh sống ở những cái vùng đất Kinh Kỳ thì mới cái người dân tộc khác mới gọi mình là người Kinh. Rồi nó thành cái thói quen luôn. Chứ thật sự mình là dân tộc Việt. Là phân biệt và tất cả các vị bây giờ đi khắp thế giới cũng là cái nguồn gốc từ ngoài Bắc mà ra. Các vị chửi Bắc Kỳ là các vị chửi tổ tông nha các vị. Các vị chửi Bắc Kỳ là các vị chửi tổ tông nha các vị. Còn các vị nghĩ các vị không có nguồn gốc, không có tổ tông thì các vị thua cái cục phân tôi ị ra, nó cũng có nguồn gốc. Tôi ăn vô tôi mới ị ra. Còn các vị mà không có nguồn gốc tổ tông thì các vị không bằng cái cục phân tôi ị ra. Các vị hiểu không? Nhưng mà đối Nói đối vậy với mà mấy không anh hiểu nữa thì đừng bỏ tay đúng không? đối với anh cờ vàng á, thì hay ông nghĩ á, là cơm Việt Nam á, cho dù nấu mà nấu kiểu nào cũng vậy anh, nấu mà chứ cái bàn tay nó ngon nó thơm cỡ nào thì mấy anh cũng chê thúi à. Mà cái phân của người Mỹ á, cho dù nó thúi cỡ nào nó đâu cũng vậy, nó cũng khen thơm, nó cũng hóa ngon à mấy Vậy ảnh đó. nghe nghe nói bên bên Cali như không có toilet công cộng đâu nha, mấy anh hốt khách mẹ rồi còn đâu nữa, đâu cần toilet công cộng, cũng không có giấy du lịch luôn. Người Mỹ người ta riêng Cali là người Mỹ không cần xài giấy du lịch, mấy anh cờ vàng anh hốt hết là dẹp sạch nó chùi luôn mà đâu còn đâu. Nay em có coi một cái bài báo ở trên mạng á, thì có ông Đỗ Dũng, ông Đỗ Dũng ở bên Mỹ, thì anh chắc anh cũng biết ông nội này, thì cũng là đài tiếng nói phát Biết rồi, thanh biết của rồi. cậu. Dạ, ông có viết một cái bài luận mà ông nói một cái cách đau đớn như thế này nè. Ông nói là trong giai đoạn khoảng 10 năm nữa thì cái nhóm ở quận Cam á, là cái đám dân ở quận Cam á, sẽ rất khó để có thể có được một ứng viên ở trên trên quốc hội liên bang. Có nghĩa là có thể bầu, mà bầu tiểu bang thì ăn được thôi, còn bầu liên bang không có cửa ăn được. Ông có phân tích rất nhiều, ví dụ như ông nói là cái đám người Việt á, là bây giờ ở quận Cam á, hiện giờ là dân số của người Việt so với những cái tộc dân khác á, bây giờ giảm sút rất là nhiều rồi, mà cái những cái tộc dân kia á, thì họ lại khoái đảng dân chủ, họ bầu đảng dân chủ không à. Cho nên là mấy cái anh cờ vàng á đi ủng hộ đảng Cộng Hòa, đưa mấy cái ứng cử viên mà thân đảng Cộng Hòa vô rớt sạch hết, rất một sung rụng luôn, rất đùng 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 Em đùng luôn. biết tại sao mà Cali bây giờ ít không? Hồi xưa á, người Việt mình qua là chủ yếu là qua Cali, nhưng mà sau này á thì một số người qua sau này nè, anh nói chung là ở đây thì ai cũng có người quen người thân đi Mỹ qua đó, thì hỏi anh qua Cali hay đâu thì ông nói thôi không dám qua Cali đâu, ở bên đó nó phức tạp mà nó đấu đá nó đè nhau lắm, sống không được. Cho nên là ông đi bang khác. Có nghĩa là cái người mình thấy á, cái người người Hoa nha, mình không khen, mình không có ưa người Hoa, người Trung Quốc á, mình nói người Trung Quốc á. Nhưng mà thật sự người Trung Quốc nó đi ra nước ngoài nó đi đâu nó bảo vệ nó đùm bọc nhau ghê lắm. Chứ không phải như người Việt mình nói thật, người Việt mình có những cái tính xấu, mình phải thừa nhận. Ghen ăn, ghét ở. Mà cái gì qua đó là thấy người này người kia qua mà thành công hay là này kia là không có giúp đâu, mà đâm thọt đâm chọc Đọc thọt đâm mì thóc đập mì gạo đó, rồi thọc gãy bánh xe, tính nó rất là xấu. Cho nên là mấy cái người sau người ta biết người ta không có qua đó, hoặc là những người nào có cơ hội ở Cali mà có cơ hội đi qua bang khác người ta đi, cho nên dần dần ít dần thôi, đó là điều đương nhiên. Người ta nói đất lành chim đậu mà, nếu Cali đất lành thì những người Việt sau này qua người ta đã vô rồi, người ta đã tới, người ta ở rồi. Bởi vì mình cái tâm lý cái người đi xa là phải tìm những người nào gọi là cùng quê hương nè, gần gần sống để đùm bọc lẫn nhau đúng không? Nhưng mà bây giờ họ sợ, không dám tới Cali ở, khốn nạn gì mới mới mới, mới nói. Cho nên đừng bao giờ lên phay là tự thủ dâm.
ở đây bây giờ cái thời đại 4.0 rồi. Tôi thật tôi chưa đi Mỹ nhưng mà ít nhiều ở nước Mỹ tôi cũng hiểu hết, người thân bè bạn rồi mạng xã hội rần rần chia sẻ, và cái quan trọng là mình biết chọn lọc thông tin, chứ không phải như các anh chống cộng là gì có gì BBC, VOA với RFA nó nhồi riết mà cái đầu thành hũ đất sét, không còn gì gọi Em là có ốc coi hay nếp nhăn nữa. clip mà Ngô Kỷ đi vô từ ở trong cái tòa, không phải là như là nghị viện của bang á, đi ra thì gặp một con mẹ mà cầm cái túi xách lùng lùng á anh. Mẹ dí theo, À mẹ rồi chửi, mẹ nói: "Ô Kỷ, mày biết là chấm 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 rồi. Đảng, mày chấm 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 Đảng, mày là thứ thúi tha gì đó", Đó. chửi cho lòng. Em không hiểu thiệt sự luôn á. Nếu thật sự á ổng là cộng sản thì cũng phải nói sao trước cái tòa án nghị viện bang mà cũng dở cái miệng lên nói. Không biết bao nhiêu quan khách, không biết bao nhiêu người Mỹ, người ta đứng người ta nhìn, người ta thấy thiệt, nói thiệt đó nhục, sự nhục kinh khủng. Đã là người Vạch Việt với áo nhau nha. mà lại chửi trên đất người, mà trước cái tòa nghị viện bang là không có cái sự thối tha nào. Không, cái cuộc họp đó là không phải nghị viện đâu mà họp cái hội đồng, gọi Ừ, là nó hội đồng. nhỏ thôi, nó rất là Dạ. nhỏ, giống như là chắc cỡ cái cuộc họp cấp xã của mình là cùng mà. Nó không Ừ. ăn được Mà em tại vì nó cái dạ em clip đó em coi, em thấy cái bà Mỹ, anh mấy bà Mỹ kia có. bả nhìn mà nha, cái mặt bả nhìn mà bả giống như là bả biểu lộ một cái cảm xúc là cái kiểu giống như là: "Ôi cái nhóm người này thiệt tệ hại á", ý ý là bả nhìn như vậy đó, bả đánh giá qua cái cách mình ứng xử như vậy đối với cộng đồng người Việt là thấy tệ hại quá. Thì xưa giờ người Việt Nam ở bên Mỹ là khoảng hơn 2 triệu đúng không? Nó cũng đông, một cái cộng đồng người rất là đông. Mà nói thật sự mà để đóng góp cho nước Mỹ về chính trị thì hầu như là chỉ có một vài ông nghị viên hạng bét thôi. Chứ làm gì có ông nào mà mơ tới bang hoặc là liên bang, thống đốc bang, chưa bao giờ có. Nè Cái bây kiểu giờ giống như các bạn hình dung nha, gốc gốc Phi, người ta làm tới tổng thống rồi đúng không, ông Obama đó, rồi Trung Quốc gốc Tàu á thì tỷ phú với lại làm chính trị vừa rồi, còn đảng Dân Chủ còn muốn cử một ông gốc Tàu lên tranh cử với ông Biden nữa kìa. Rồi sao, rồi những cái người cái tộc người khác ở nước Mỹ họ rất là thành công, họ đóng góp cho nước Mỹ rất là nhiều, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tất tần tật, còn cái cộng đồng người Việt Nam làm được gì đâu ngoài đấu đá ra, ngoài ganh ghét, ngoài làm, nói chung những cái công việc thì đa số là phổ thông, lao động phổ thông, rồi thời gian còn lại thì cầm cờ đả đảo cộng sản, thậm chí một ca sĩ bình thường qua hát cũng cầm cờ đả đảo Đàm Vĩnh Hưng á, có rảnh không? Toàn là diễn hài không à. lạ vậy, vậy nè, lạ là vậy. Em thấy á, là bên đó tối ngày cứ nói là Việt Nam không có dân chủ nhân quyền, Việt Nam không có tôn trọng quyền tự do ngôn luận, mà tại sao cái ông Đỗ Dũng á, ổng viết một cái bài báo, ổng nói rất rất là rõ, rất là chi tiết về cái tình hình chính trị của người Việt ở bên Mỹ á, coi như là ổng viết rất chi tiết luôn, viết đúng luôn, mà vô comment chửi ổng là chấm 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 cộng sản là thứ chấm 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 gì không, mà chửi bánh nhà lầu luôn. Ủa không hiểu là tự do ngôn luận sao phải để người ta nói chứ, người ta nói sự thật mà là mà bu vô chửi người ta không còn cái gì hết đó. Cái luật gì lạ. Tự do ngôn luận nó từ cái miệng nói vậy nhưng mà có làm được đâu, rồi nhiều lắm, nói chung là nói về cái nồi cắm lợn kali thì thôi rồi, đủ thứ chuyện để nói, nó lên mạng hồi trước thì nói thì không có người tin, chứ bây giờ clip nó quay đầy đó, hình ảnh thì còn có thể chế chứ còn mấy clip thì đâu có ai làm giả được. Nói xin Anh chào khách bạn mời gì Mr. Candy. cháu nha, cái Anh sao rồi, chào dạ, cái tên cháu chính nha, như cái là kia bị sao rồi, ai hết chú bạn hồn ơi, tử chú lốc đấy, cái thằng, chú nào thằng chú bạn chú lốc cái thằng Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa, thằng này nó vừa xuống Bắc Bộ thì xong. hồi nãy Chưa giờ bắt không có đầu. đọc
không có mở cái dây comment cho nên không đọc được, không trả lời, không trả lời mấy comment của các cháu ở dưới các cháu chống cộng các cháu các cháu ảnh kinh quá, các cháu suốt ngày ăn chứ. trời Bắc Kỳ mà ai mà tại sao Không mà à. Ở bên Cali đấy cứ cứ đến mùng 10 tháng 3 cứ happy birthday cúng kinh là sao? Ê Bắc Kỳ hay quá ha. Ăn chửi mãi Bắc Kỳ mà tại sao cứ Quang Trung Nguyễn Huệ mới cả Hai Bà Trưng hoài ta. Mấy người đấy ở đâu ra? Tại Ở mình đâu mà ở vả vô cái miệng khu mình Bắc Kỳ thôi. hoài? Không bạn ơi, bạn ơi, cái Quang Trung Nguyễn Huệ á, là gốc Bắc nhưng mà tại sao tụi nó không chửi, là bởi vì Quang Trung Nguyễn Huệ không phải là người cộng sản, không có tiếp nhận À về cái trào lưu cộng sản cho nên là nó không có chửi bạn, nó chỉ là giống như thì kiểu là cái cấp khác, cái người khác cho nên nó không chửi, nó cứ thấy ai cộng sản không đè đầu rồi. không không nó chửi Bắc Kỳ, nó chửi Bắc Kỳ, ăn 4 ngày Bắc Kỳ hoài. Nói chung là cái đám đó mà hoặc là một số vực trẻ ở đây nè, nếu mà là người Khmer à, người Gia Rai, người Ê Đê, người Chăm thì mình cũng nói, bởi vì họ Đúng thật sự rồi, nguồn gốc của họ không phải người Bắc, họ là người ở đây bản xứ đúng không? Nhưng mà nếu mà lật lại lịch sử hơn 300 năm trước thì không hề có người Việt mình gọi là người Kinh bây giờ đó ở miền Nam này. Không, Nguyễn Hữu Cảnh vô đây khai hoang mở cõi và nó bắt đầu mới đưa người vô đây đúng không, thành lập các cái khu đô thị ở đó. hồi đó mình là mình còn vô, mình còn có mặt sau cái người Hoa, mà người Hoa mà hồi họ họ bị nhà Thanh Minh đó anh, nhà Minh mà trốn họ chạy á. Phò Minh á, Phò Minh diệt Thanh á, và sau này bị thua rồi mới chạy vô Biên Hòa nè. Nó có một cái cảng sông rất là lớn gọi là Nông Nại Đại Phố đó, Nguyễn Hữu Cảnh bây giờ gọi là Cù Lao Phố đó. Nguyễn Hữu Cảnh vô là ông mới đánh, mới chạy lên Chợ Lớn bây giờ đó. Có nghĩa là người Hoa người ta còn vô trước trước việc người Kinh mình đó đúng không? Thì tất Vâng, cả người những bạn cái người thì mà không hiểu rõ lắm. người Kinh ở miền Nam bây giờ là nguồn gốc ở đâu? Ngoài Bắc hết. Vậy thì kẻ nào chửi Bắc Kỳ, Rồi. kẻ nào chửi Bắc Kỳ, tụi bay Rồi nhá, nguồn gốc nói tụi gì bay mà đâu? nhá, nói Ở ngoài dưới đông xa nhá. cầu tiêu chui lên à? Mà nói không phải đâu xa nhá. Ông Nguyễn Cao Kỳ nhá, ông ấy quê nhà em á. Ông Thì chửi Bắc ổng Kỳ nói giọng đi. Bắc rạch đó chứ đâu. Ông Nguyễn Cao Kỳ Tới đây quê gần nhà em. có Đường những Xuân Đường. kẻ nói giọng Bắc nhưng mà mở miệng chữ Bắc Kỳ, không hiểu luôn. Nói giọng Nam rồi mình còn châm chước chút xíu rồi tụi nó không biết nguồn gốc, nhưng mà giọng Bắc nó cũng mở miệng chữ Bắc Kỳ, tôi quỳ lại luôn. Cái đấy nó vào mặt Vô tổ mới tiên có nhà năm nó năm rồi, tư chứ mấy. cái đấy nó vào mặt tổ tiên nhà nó rồi. Mà anh Phong với bạn khách mời có biết á, là trong các ông vua của thời xưa á, thì tụi Ngụy nó ca ngợi ai nhất không? Thì Nguyễn Huệ chứ ai. Nó ca ngợi ông này nè, nó ca ngợi ông Nguyễn Ánh. Không, nó ca ngợi Đúng Nguyễn rồi. Ánh nhất anh, À nó ca ngợi Nguyễn Ánh ghê lắm. Em coi có một số ca ngợi ghê lắm, nó nói giống như thì là đồng nghiệp á anh, đồng nghiệp bán nước, đúng cho nên là phải rồi. tấm gương đó là tấm gương vĩ đại. À thì Trời cái ơi, bữa thằng em qua cái tin của ông Quân Trương á, nó nói thì bây giờ thằng thằng cướp nó sẽ ca ngợi thằng cướp chứ đâu có thằng cướp đi ca ngợi công an đâu, đúng không? đúng rồi, Cái thằng cướp đời sau sẽ nó vô nó ca ngợi cái thằng cướp đời trước. Cái thằng bán nước đời không đời sau sẽ ca ngợi cái thằng bán nước đời trước. Nó nói vậy cho dễ hiểu. Đúng không? đúng Người ta rồi. gọi là ngu tầm ngu, mã tầm mã là vậy đó. Thêm một câu nữa, cá mè một nửa thích lắm. Tụi 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 đó nó còn Thêm câu nữa cả cá mè một nửa. thần tượng. Ví dụ như em có nhớ hồi xưa là ông gì, ông Diệm á, ông ở là người ta gọi là Dinh Gia Long đó anh, Dinh Gia Long. Cho nên là mấy tụi này nó khoái lắm, nó khoái Nguyễn Ánh, nó coi Nguyễn Ánh giống như là một vị tôn sư, mà tôn sư bán nước. Học cái đó đó, học cái đó là thích hợp. Đúng rồi, cũng thông cảm cho tụi nó.
thông cảm nhưng mà thông cảm ăn với cái ảnh hoài cái là nghe ngứa tai. Anh đúng rồi. Nói chung là tụi nó nói mình ba que quanh năm ba cũ hay là AK-47 hay dư luận viên gì thì nói chung không quan tâm, bởi vì đơn giản một điều mình có mặt ở đây để mình phản biện đúng không?